FPT nói gì? POPS tố FPT có hành vi xâm phạm quyền tác giả trong khi truyền hình FPT khẳng định năm 2019 không đơn phương xâm phạm bản quyền của POPS. POPS Worldwide, một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số, chiều 21 tháng 5 đã gửi báo chí văn bản tố tập đoàn FPT đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả đối với các nội dung thuộc quyền sở hữu và quyền khai thác của POPS. Văn bản của POPS cho biết, sau hai lần gửi thư khuyến cáo vào ngày 23 tháng 1 năm 2019 và 17 tháng 4 năm 2019, phía POPS vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào cũng như bất kỳ động thái tháo gỡ nội dung vi phạm ra khỏi đầu thu FPT của phía FPT. Hành vi vi phạm trên của FPT đang làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh bình thường của POPS. Theo đại diện của POPS, quy chiếu theo cơ sở pháp lý là Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 luật SHTT, khoản 1 điều 129 luật SHTT và điều 130 luật SHTT, FPT đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu nhãn hiệu và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với POPS. Ngoài việc đăng tải nội dung thuộc sở hữu của POPS, FPT cũng bị tố còn chiếm đoạt các hình ảnh thuộc bản quyền của POPS như tác phẩm, mầm trồi lá, POPS Kiss Logo, POPS Up Logo, hình tượng, gấu pô. Được bảo hộ bản quyền của POPS trên nền tảng đầu thu FPT của mình, đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả được bảo hộ của POPS. Về hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu, POPS cho biết FPT đã sử dụng các nhãn hiệu mầm trồi lá, POPS Kids, POPS UP trên nền tảng đầu thu FPT của mình mà không có sự cho phép từ POPS hơn nữa. FPT còn sửa đổi, xóa tên thương mại là POPS khỏi nhãn hiệu POPS Kids Logo và POPS App Logo nhằm đánh lừa người sử dụng dịch vụ. FPT cũng bị cáo buộc hành vi cạnh tranh không lành mạnh. POPS cho biết FPT đã nhiều lần liên lạc với POPS để đề nghị mua lại nội dung của POPS để kinh doanh trên các nền tảng của FPT. Tuy nhiên, theo POPS họ đang trong quá trình cân nhắc hợp tác thì FPT đã chiếm đoạt nội dung thuộc sở hữu của POPS để khai thác một cách trái phép, gây thiệt hại cho POPS. Trước các nội dung tố trên của POPS, phản hồi với VN Economy sáng nay, 22/5, đại diện FPT cho biết, truyền hình FPT khẳng định trong năm 2019 không đơn phương xâm phạm bản quyền của POPS như phía POPS đề cập. Chúng tôi cũng đã tiến hành nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ thiện chí hợp tác với POPS nhưng kết quả đàm phán bất thành. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực và đã nhờ đến luật sư can thiệp để tiếp cận được với POPS làm rõ thông tin, đàm phán hợp tác đồng thời khẳng định sẽ theo đến cùng vụ việc này nếu Tops vẫn tiếp tục không hợp tác và gây khó dễ cho truyền hình FPT bằng sức ép truyền thông.